Vâng, thưa quý vị, thì cây si là một giống cây thuộc họ dâu tầm, có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á. Riêng ở nước ta thì cây mọc tự nhiên quen các kênh rạch, bờ sông, bờ suối. Và hiện nay thì cây si được trồng với mục đích chính là làm cây xanh trang trí cảnh quan, trồng trong các chậu và tạo dáng nên những cây bonsai rất đẹp. Si là loài thân gỗ cao to, khi trưởng thành có thể cao đến 20-25 mét và phân cành nhánh nhỏ rất là nhiều. Kèm theo đó là có rất nhiều rễ phụ mọc ra từ thân và cành. Các rễ phụ này phát triển rất mạnh, đâm sâu xuống đất với mục đích hút nước và chất dinh dưỡng. Lá của cây si màu xanh bóng, hình bầu dục và phiến lá rất là dày. Quả si thì giống như quả sung nhỏ, thường ra ở các nách lá đầu cành. Quả non có màu xanh, khi chín có màu hồng và đến lúc chín già chuyển sang màu tím đen. Về đặc điểm sinh trưởng thì cây si là một loại cây ưa sáng, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm và có tốc độ sinh trưởng rất là mạnh. Thì trên là tất cả những đặc điểm giúp cho quý vị nhận biết về cây si, cũng như biết được nguồn gốc và đặc điểm sinh trưởng để chăm sóc cây si được tốt hơn. Thưa quý vị, bởi vì cây si được xếp vào bộ tứ linh cây, cho nên nó được xem là cây mang lại may mắn, cát tường, sinh khí tươi tốt cho ngôi nhà của chúng ta. Thân cây cao lớn đại diện cho phúc lộc dồi dào. Lá cây xanh tốt, bóng đẹp, mọc xum xuê đại diện cho sức sống mạnh liệt. Phiến lá dày và xanh đậm tạo cảm giác đầy đủ và khỏe mạnh. Cây si chỉ phát triển theo hướng cát tường nếu nó được trồng đúng chỗ. Nó giúp tăng sinh khí và giúp trấn yểm những mảnh đất xấu hay hướng nhà mang tính sát khí. Mặc dù là cây xanh mang ý nghĩa tốt, nhưng nếu trồng ở vị trí không phù hợp, cây sẽ phản phong thủy và mang điều không tốt đến cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình. Và theo lời khuyên của các chuyên gia phong thủy, si có tán lá rộng, xòe to, nếu trồng trước nhà thì cây sẽ che chắn, ngăn chặn đáng kể lượng ánh sáng mặt trời chiếu vào ngôi nhà. Điều này là điều kiêng kỵ trong phong thủy, đó gọi là âm thịnh dương suy, rất là không tốt với công việc làm ăn kinh doanh của gia chủ cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, trồng cây si trước nhà là không nên. Nếu quý vị muốn trồng cây si trước nhà, nên lựa chọn những cây si có dáng nhỏ. Nó vừa tô điểm cho cảnh quan của ngôi nhà, vừa tạo phong thủy tốt. Thứ hai, không nên trồng các loại cây si quá cao, từ 12 đến 15 mét phía trước nhà. Loại si này thường được trồng trong khuôn viên rộng như đình, chùa. Và đây là điều kiêng kỵ trong phong thủy nếu trồng ở nhà. Thứ ba, không trồng riêng rễ một cây mà nên kết hợp với các loại cây cảnh khác để tăng dương khí và sinh khí cho ngôi nhà. Thứ tư, nếu trồng cây si thì nên trồng theo các số lẻ 3, 5, 7 hoặc trồng theo cặp cân đối. Trên là toàn bộ những thông tin hữu ích về cây si. Giải pháp tốt hy vọng sẽ giúp ích cho quý vị trong việc chọn lựa những cây trồng phù hợp, để tất cả quý vị có một không gian sống trong lành và hợp phong thủy nhất. Nội dung video hôm nay đến đây là hết. Xin chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.